Thông tin về phiên xét xử phúc thẩm vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường gây phẫn nộ dư luận trong thời gian vừa qua, do nhận định là không có thêm căn cứ xét giảm án, việc tịch thu ô tô chở nạn nhân để dứt xác phi tang là đúng, nên sáng ngày hôm qua ngày 11 tháng 9, tòa án cấp cao tại Hà Nội đã bác tất cả kháng cáo, giữ nguyên mức án là 19 năm tù giam đối với Nguyễn Mạnh Tường. Được biết, tính đến nay thì vụ án này đã trải qua hơn 13 tháng qua một lần xét xử và hai lần trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung trước khi tuyên án. Sau đây là thông tin chi tiết về phiên tòa sáng qua. Mời quý vị khán giả theo dõi. Theo chủ tọa phiên tòa, mặc dù bị cáo Tường có các tình tiết giảm nhẹ, nhưng với hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, tòa sơ thẩm áp dụng mức án 19 năm tù là tương xứng với tính chất hành vi của bị cáo. Về kháng cáo của bà Hằng, hội đồng xét xử cho rằng chiếc ô tô là phương tiện để phi tang thi thể chị Quyền nên tịch thu xung công quỹ là có căn cứ. Trước đó, tháng 5 năm 2013, Nguyễn Mạnh Tường mở thẩm mỹ viện Cát Tường và hoạt động khi chưa được cơ quan chức năng cho phép. Đến trưa ngày 19 tháng 10 năm 2013, Tường hút mỡ bụng rồi bơm để nâng ngực cho chị Lê Thị Thanh Quyền, dẫn đến việc chị tử vong. Sau đó, Tường cùng nhân viên của mình mang thi thể nạn nhân dứt xuống sông phi tang, đến gần một năm sau mới được tìm thấy.